nghe cha bảo thèm cá lóc nướng ruồi, con trai liền báo hiếu khiến dân mạng cảm lạnh. Theo đó, theo trào lưu về quê ăn Tết báo hiếu cho cha mẹ, một cậu con trai cũng đã lặng lội từ xa về quê thăm cha mẹ, chủ động làm việc đền đáp công ơn mà cha mẹ đã vất vả trong một năm qua. Vừa hay nghe nói cha thèm cá lóc nướng ruồi, chàng trai liền vui vẻ ra chợ quất ngay một em, sau đó về bày biện đốt rơm, nướng trong vòng một canh giờ. Cuối cùng thành quả mà chàng trai nhận về là một con cá lóc tẩm màu đen thui với 3 phần chín ngoài, 7 phần thì cháy trong. Thì ra thanh niên còn bonus thêm combo dọn vườn không cần sức người. Khi thành công đốt cháy nguyên hàng chuối của cha, khiến cộng đồng mạng cười không ngậm được mồm. Còn người cha thì chỉ biết đứng thở dài bất lực. Thiếu điều muốn tiễn con trai cưng ra khỏi hộ khẩu. Một số bình luận mà mọi người để lại. Cha mẹ của anh chắc nuốt con cá mà mắc ngạn giữa họng đúng kiểu nhà đang yên đang ổn con đừng về chưa tới 23 mà sao đưa ông táo về dữ dội về anh người Việt kể phúc tháo chạy động đất kinh hoàng đường nứt toát ở Nhật Bản người Việt sống gần tâm chấn động ở Nhật Bản cảm nhận rung lắc dữ dội vội tháo chạy đến nơi an toàn họ trông thấy một vài căn nhà xung quanh bị hư hỏng những con đường xuất hiện vết nứt lớn Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra lúc 16 giờ 10 phút, tức 14 giờ 10 giờ Việt Nam, trong ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1 tháng 1, khiến Đỗ Phương, 26 tuổi, sống tại thị trấn Nakanoto, tỉnh Ishikawa, vội tháo chạy ra ngoài, chỉ kịp mang theo giấy tờ cá nhân. Khu vực cô gái người Việt sinh sống thuộc tâm chấn động đất ở vùng Noto, tỉnh Ishikawa. Bác đổ vật dụng trong nhà rơi vỡ, xáo trộn, trùng lắc dữ dội, khiến tôi cảm thấy chóng mặt, kinh hoàng. Phương kể và cho biết sau 5 tiếng dưa chấn vẫn chưa dứt hẳn. Một vài ngôi nhà xung quanh hư hỏng nặng. Hơn 4 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên cô trải qua một trận động đất mạnh đến như vậy. Những lần trước, động đất diễn ra trong đêm và rung lắc nhẹ khoảng 1 phút. Phương sơ tán đến nhà văn hóa cách đó không xa, bên trong có sẵn chăn gối, thức ăn nhẹ và nước uống. Không riêng cô, một vài người dân địa phương cũng đang tạm cư trú tại đây chờ tình hình tiếp theo. Tôi chưa dám quay lại nhà, lo lắng sẽ tiếp tục xảy ra động đất. Cô kể. Xe máy đổ bên vệ đường, nam thanh niên tử vong trong tư thế mặt úp xuống đường. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày 1 tháng 1 tại tuyến đường 206, khu công nghiệp phố Nối A, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Vào thời điểm trên, người đi đường phát hiện một xe máy đổ bên vệ đường nên dừng lại kiểm tra. Khi đến gần phát hiện một chiếc xe máy bị đổ, cái đó không xa là một nam thanh niên nằm bất động trong tư thế mặt úp xuống đất. Nạn nhân được xác định đã tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, có dấu vết va chạm giữa xe máy và tấm bó vỉ hè cũng như cây cối xung quanh. Ngoài ra còn có mảnh vỡ của chiếc xe máy nghi do tự gây tai nạn. Ngay sau đó, người dân đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng địa phương. Không lâu sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường kiểm tra giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân. Bước đầu công an xác định nạn nhân tên là Hà Quang Thiên, sinh năm 2005, trú tỉnh Sơn La. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tìm cách liên lạc với gia đình nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Điểm độ xe trái phép có phòng thí nghiệm đặc biệt về tốc độ Ngày 2 tháng 1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an thành phố Long Khánh vừa phát hiện và triệt phá hai tụ điểm có hành vi độ xe trái phép trên địa bàn. Cụ thể, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Long Khánh phối hợp với các đội nghiệp vụ cùng công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở sửa chữa xe máy tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh do Hoàng Bảo An, 30 tuổi làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 16 xe máy đang thay thế các bộ phận giảm thanh, xoáy nòng, thay đổi màu sơn, kết cấu xe. Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy đăng ký phương tiện. Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận, sau khi căn chỉnh hệ thống hơi lửa và một số thông số liên quan, rồi sẽ đưa đến phòng thí nghiệm, còn gọi là phòng Dino ở ấp Đồi Riều, xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, để hoàn thiện nhằm xác định tốc độ cao nhất phương tiện có thể đạt được. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra thực tế phòng cách âm, phát hiện tại đây có hai xe máy chưa xác định được chủ sở hữu. Tiếp đó, công an thành phố Long Khánh kiểm tra cơ sở sửa chữa xe máy tại phường Bầu Sen, thành phố Long Khánh do Dương An Uy, 30 tuổi làm chủ. Qua kiểm tra, công an phát hiện 8 xe máy đang được thay thế các bộ phận giảm thanh, xoáy nòng, thay đổi màu sơn, kết cấu xe. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy đăng ký các phương tiện. Hiện công an thành phố Long Khánh đã lập biên bản tạm giữ 26 xe máy để xác minh làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý. bị sinh vật máu lạnh nhìn trầm chầm, chầm thanh niên run rẩy khi biết vừa thoát chết người đàn ông này đang tranh thủ một ngày nghỉ vào rừng dạo chơi thấy dòng sông nhỏ trước mặt khá là trong lành nên anh đã đến gần ngắm nghía thì vô tình nhìn thấy dưới làn nước là lờ mờ bóng hình gì đó tiến đến gần hơn thì anh giật mình nhận ra hóa ra bên dưới làn nước trong xanh kia là một con cá sấu khổng lồ trong miệng nó còn đang ngậm một con nai có lẽ vừa uống nước trên bờ và bị nó bắt được nếu không phải người này đến sau thì có lẽ anh đã trở thành bữa ăn cho con cá sấu này thay cho con nai kia rồi cũng nên một viễn cảnh nghĩ thôi cũng đủ thế rợn người nhiều cư dân mạng xem xong video cũng nhanh chóng để lại bình luận nó nằm dưới nước im ru chắc biết có người tới dưới sông hay dưới biển luôn có những cảnh tượng mà nếu mình nhìn thấy được sẽ ám ảnh cho tới già Người đi rừng khi thấy suối là sẽ có thói quen Đến rửa ráy Nếu ông anh đó mà cũng lơ mơ Chạy lại sớm thì chắc toi đời rồi Xin được hát tặng mẹ trước khi nghe tuyên án tử hình Được tòa cho nói lời sau cùng Thái Anh Tú thủ phạm thực hiện hành vi giết một cụ già ngoài 70 tuổi Để cướp vàng Không đề nghị xem xét giảm án Mà xin được hát tặng mẹ Ở trốn Pháp Đình Đề nghị của bị cáo bị bác bỏ Tại sao bị cáo xin được hát tặng mẹ Chủ tọa phiên tòa hỏi Bị cáo im lặng, cả hội trường xử án dõi mắt về phía vành móng ngựa. Thái Anh Tú mới ngẩng đầu nhìn hội đồng xét xử và nói ngắt quãng, bây giờ cháu hiểu, cháu sẽ không còn cơ hội được gặp mẹ nữa. Cháu nhớ mẹ, giọng của Tú tỏ ý hối hận và những từ cháu được lặp lại nhiều lần trước hội đồng xét xử. Nhưng đã muộn, tòa tuyên mức án cao nhất dành cho Thái Anh Tú tử hình. Khi thực hiện hành vi phạm tội Thái Anh Tú mới bước qua tuổi 18. Kẻ chủ mưu trong vụ án là Ngô Văn Nam, thời điểm đó chưa đủ 18 tuổi dù tính chất phạm tội nguy hiểm hơn, Nam không bị tòa tuyên phạt tử hình. Theo quy định của pháp luật, về áp dụng khung hình phạt với các bị cáo tuổi vị thành niên, hội đồng xét xử tuyên phạt Nam 18 năm tù. Mức án cao nhất với các đối tượng từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Trong cuộc sống thay vì lao động, Tú thường tụ tập ăn chơi. Thiếu tiền lại nghiên cứu cách kiếm tiền nhanh nhất. Bố Tú bị chết trong một đám cháy. Mẹ nêu gương bằng những tiền án tiền sự về tội chứa chấp, môi giới mại dâm trong suốt thời gian dài người đàn bà này hầu như không đoái hoài đến con cái căn nhà của tú trở thành nơi tụ tập đánh cờ bạc hành lạc với gái mại dâm khi tú đề nghị hát tặng mẹ người mẹ ấy cũng có mặt ở phiên tòa bà ngồi ở hàng ghế đầu những cặp mắt trong phòng xử án nhìn vào tú với gương mặt trẻ mang đứng trước vành móng ngựa rồi lại nhìn người mẹ người sinh thành ra tú dùng khăn tay lau nước mắt đang tuôn trào cho thuê nhà 2 năm khi sửa lại căn hộ gia chủ phát hiện thứ kinh dị trong bể nước, lập tức báo cảnh sát. Vụ việc xảy ra tại Malaysia. Theo đó, một người đàn ông đã cho hai người nước ngoài thuê căn hộ của mình, trong khoảng thời gian 2 năm, từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021. Trong thời gian hai người đàn ông này ở lại căn hộ thì không xảy ra việc gì, tuy nhiên, trước khi họ trả nhà, chủ nhà có đi kiểm tra căn hộ và thấy một phần tường phòng tắm bị đổ xi măng nên hỏi lý do thì nhận được câu trả lời là họ đổ xi măng lên bể nước vì phân chuột cứ rơi vào đó. Thấy lý do cũng khá hợp lý, chủ nhà không nghi ngờ gì nên sau đó đã cho người khác thuê. Tuy nhiên vào tháng 11 vừa qua, người thuê có phản nàn căn hộ có lỗ giò trên mái, yêu cầu chủ nhà sửa lại. Chính vì thế, người đàn ông này đã thuê một người thợ đến để thực hiện việc tu sửa lại căn hộ. Song trong khi đang thực hiện công việc của mình, người thợ này đã hốt hoảng báo lại với chủ nhà rằng mình bất ngờ phát hiện thấy một thi thể trong bể nước ở dưới sàn phòng tắm. Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi của chủ nhà vào khoảng 11 giờ đêm ngày 3 tháng 12 vừa qua. Họ đã huy động các lực lượng khác nhau, từ các nhân viên của cơ quan cứu hỏa cho đến đội điều tra tội phạm hình sự các nhân viên pháp y. Các nhà điều tra đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới có thể phá được bể xi măng và tìm thấy thi thể này. Thi thể này được xác định là của nữ giới và được gửi đến Bệnh viện Sa Alam để giám định pháp y vào ngày 6 tháng 12. Ông Đa Túc Hút Omar Khan, cảnh sát trưởng bang Selangor cho biết, danh tính hai người đàn ông ngoại quốc thuê nhà là Ranjit Singh và Mandip Singh. Vào hôm 5 tháng 12, một người ngoại quốc 53 tuổi có liên quan đến vụ việc cũng đã bị bắt giữ và sẽ bị tạm giam trong 7 ngày. Hiện cảnh sát Malaysia đang ra lệnh truy nã hai người đàn ông nói trên để điều tra về vụ việc. Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng gần sáng vào ngày mùng 3 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày mùng 3 tháng 1 trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15 đến 18 độ riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển từ sáng và trưa ngày mùng 3 tháng 1, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến 9, sóng biển cao 24m biển động mạnh. Người bệnh sắp được chuyển tuyến, khám lại bằng phiên bản điện tử. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, Bộ Y tế Thông tin đã ban hành quyết định sửa đổi bổ sung về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. Đáng chú ý tại quyết định này, Bộ Y tế đã chính thức bổ sung hai bảng dữ liệu mới, gồm bảng dữ liệu giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và bảng dữ liệu giấy hẹn khám lại. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, cơ quan bảo hiểm xã hội và các bệnh viện trong cả nước sẽ bắt đầu triển khai. Việc gửi và nhận dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại tiến tới triển khai chính thức trong toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo lộ trình của Bộ Y tế, sau đó bộ sẽ phối hợp cùng với cục C06 Bộ Công An, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nghiên cứu triển khai tích hợp hai loại giấy tờ này trên các ứng dụng VnED, VichED. Đây là một nỗ lực của vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế trong chuyển đổi số lĩnh vực Bảo hiểm Y tế tiến tới loại bỏ hoàn toàn giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại bản giấy. Bộ Y tế kỳ vọng khi hai loại giấy tờ này được tích hợp trên ứng dụng VnED, VichED sẽ giúp người bệnh khi làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy chuyển tuyến điện tử hoặc giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng vned hoặc vidi có tích hợp sẵn mã qr việc triển khai giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế điện tử và giấy hẹn khám lại điện tử hứa hẹn sẽ mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị thiết thực phục vụ quản lý nhà nước trong công tác chuyển tuyến bảo hiểm y tế bản tin xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày